của anh là một chiếc đồng hồ Pontus với chữ ký của Tổng thống Vladimir Putin. Đây là dòng đồng hồ Tổng thống sản xuất giới Hàn. Em này thì được thiết kế bởi bộ vỏ niêng băm thép không rỉ mà vàng cao cấp. Đây là cái thiết kế rất là được anh em yêu thích. Chiếc đồng hồ này thì sở hữu cái mặt trắng tinh khiết, cọc số nổi với vị trí 12 giờ, đó là hình quốc huy Nga đại bàng hai đầu. Em nó sở hữu cái ô lịch ở vị trí 3 giờ. Đây. Sở hữu cái size 39, rất là dễ lên tay. Mặt sau của em nó thì thiết kế theo kiểu skeleton. Phiên kia giúp chúng ta có thể quan sát được bộ máy automatic ở bên trong. Đây là phiên bản sản xuất giới Hàn mọi người nhé. Đấy, Atrasi Ferasi. Chiếc đồng hồ thì mới nguyên 100% và được bộ anh phân phối trực tiếp từ nhà máy Pontus về đến tận tay của mọi người, đầy đủ số hộp, bảo hành 1 năm 9 hãng mọi người nhé, bảo hành 1 năm 9 hãng.